Nhưng mà bên phải xong rồi nó là gì? À, còn nữa mà còn ít mà đổi bên cho em đau. Dạ. Cái này si này dùng da diện những trong miệng nhưng mà dưới lá nên làm được rồi này. Bình đây là nhiêu đây? Bình đây 250. Nhưng mà ý là bé dùng hay ơi dùng? À, ví dụ như bé dùng á thì bé dùng, mà ví dụ như bé dùng á thì kem với cái này dùng chéo nhau chứ không có dùng chồng lên nhau. Còn chị dùng thì được đúng không? Như bé thì xón cho nó đánh kem, còn tối nó dùng serum chứ đừng có dùng chồng lên nhau. Dạ. Nào bà nấu sớm nha trời. Chụp qua vô như con heo á. Mặt dễ sợ. Nhưng nhận nha. Ừ. Tròn nha. Nói mà. Nghe qua. Nghe cái bên đó thôi, một riêng nó không hạt nữa. Rống một chiếc xe nữa. Hứa ra một cục này nữa thôi nhé. Loại. Không ta cục này kia luôn. Chắc giải á. Xong rồi đó, á là đi chơi gồng làm gì nữa. Thank you.
Giá nào chiều hôm qua nghe nói hay người tá mà đi về nó chắc hầu ra đông đi buổi chiều phải không cô? Hôm qua cô tá buổi chiều phải không cô? Buổi sáng nghe. Buổi sáng nghe. Nhỏ ít thì yên cho nó chịu không nổi rồi. Rớt lắm chịu không nổi đâu. Một hơi cục thì được chứ nhiều quá nó không nổi đâu. Thank you.